sẽ có giao tranh khu vực đường dưới trên like của Mohat rồi. Đó là Cú La Hán để tới đây, nhưng mà bên đây thì đó là cô tiên nhân vô về ba người quá đẹp đến từ Mohat em ơi. Mohat đã là người mở combat của trận thi đấu này rồi, và đây sẽ là cái combat cuối cùng của trận đấu này, hay chăng đây cơn mưa như hóa cũng đã được sử dụng, quân đội cũng đang dồn bên kia của mình lên tới đó là eo. Nhưng mà bên đây thì đó là cô tiên nhân vô về quá đẹp đến từ Mohat, đó là tấm một gỗ xưa Mohat em ơi. Reng 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 vô lắm mấy đứa ơi, chỉ từ lắc vòng đang dồn một lượng sát thương là cũng lớn. Bên đây thì đó là một cú kéo đến từ cái của Shiba, nhưng mà bên kia thì đó là một tình huống tự nhiên như vậy, ba người đến từ Mohat, đó là tấm một gỗ xưa Mohat. Anh ta cầu kéo quá nhiều, quá thậm chí anh ta lượm hết luôn, không còn gì để nói nữa, đó là tấm một gỗ xưa Mohat em. Mohat lại ảo tưởng nữa rồi, anh ta sẽ bị bắt con cọp và anh ta sẽ bị bóp con, nhưng không, đó là cái ông ma quỷ, anh ta đang một mình con bốn, đó là Mohat em ơi đang lao lên và anh ta có thêm một mẹ hai gục nữa, hai tô cơm dành cho anh ta rồi. Anh ta đang vẫn lao vào tô cơm thứ ba, cái ông ma quỷ cũng đã được kích hoạt triple kill, kêu ăn bốn tô cơm và tô cơm thứ năm không thuộc về anh ta. Anh Tư điện lực nóng thế nhờ. Đường giữa thì lại có giao tranh nữa rồi, một cú kéo đến từ máy giặt của Shiba, nhưng mà bên đây thì đó là một cú tiên nhân vô về ba người quá đẹp đến từ Mohat. Anh ta sử dụng cơn mưa dưa hấu và có được thành công cái mạng của Ma Gaming. Anh ta gộp một lần tiên nhân vô về ba người, một lần nữa là anh ta đang quậy rất nhiều trong trận thi đấu này. Đó là Mohat như con bài gỗ xưa, bao lần xịt lót anh ta đã bắt đầu công kích rồi, nhưng mà bên đây thì Sơn Bộ Hùng anh ta đang cố gắng truy đuổi, nhưng mà anh ta có một quả cầu băng xương, đó là tô tượng. Mohat vẫn muốn chơi một mình, ra đang cần hai. Và anh ta lưu tặng như hai người, như vậy hai người anh ta đang bằng trụ, đó là tấm một gỗ xưa Mohat em ơi. Quýnh giày anh ba anh không xỉn mới lạ. Ăn ba tô cơm to hư hỏng của Mohat cũng đã được sử dụng rồi, và anh ta đang quẩy của Mayasu là quá nhiều. Anh ta có được cái mạng của cô Linda, tiếp theo đó là Sugar Daddy, cùng với đó là anh Đình Mò đẹp trai cũng đang bị truy sát, và đó sẽ là bốn tô cơm dành cho Mohat rồi. Có lẽ đây sẽ là combat cuối cùng của trận đấu này. Bút to hư hỏng cũng đã được mở lên, gia sư của Mohat cũng đã tới rồi, anh ta đang phải một mình cân bốn thì sau đây anh ta lũi thẳng vô trung tâm, và anh ta có được cái mạng của cô Ba Bum Bum, tiếp theo đó là thần bài miền tây của Mai Nam xuống, anh ba tay mượn tay nhỏ cũng như vậy, và ba tô cơm đã dành cho Mohat rồi. Chúng chơi con là bản đồn vô tình làm anh ba xỉn cũng chạy không nổi đâu bé ơi, không còn gì để nói nữa, đó là gia sư của Mohat. Đang là live stream trực tiếp và cơn mưa dưa hấu cũng đang được mở lên rồi. Mohat đang ôm rất nhiều luôn sát thương, anh ta tạm thời lùi đi, anh ta vẫn còn một cú ủi lùi bu nữa. Mohat quay ngược lại một lần nữa, tuy nhiên những chạy bốn người nó qua đây và ta có thêm một cú ủi một lần nữa. Mohat đang làm quá tốt, anh ta làm cho anh ba xỉn tới nơi rồi, và tất cả hãy nhường lại cho anh ta đi. Anh ta vẫn đang một mình con hai con ba, anh ta đang con hai mà anh ta có một cú ủi một lần nữa, đó là ta một gỗ xưa Mohat. Anh Long, anh Long, anh Long, anh Long, anh Long, đâu phải tự nhiên mà được gọi là top 1 đâu, mà là phải biết chơi. Giao tranh cuối cùng của trận đấu này, đây là bên 10 của Mohat, một lượng sát thương cực kỳ lớn, anh ta bay thẳng vô và có hai mang hai gục, ba tô cơm dành cho anh ta. Và người thứ tư là máy giặt Toshiba cũng phải lên bảng điểm số Mega Kill, một miếng gỗ xưa cuối cùng dành cho anh ta. Và Mohat có một tình huống ao nhảy bằng qua cầu băng xương là quá đẹp, và chắc chắn sẽ là nồi cơm dành cho anh ta, không có gì để nói nữa, đó là bên 10 trong tay của Mohat. Lụm ơi có hai like giật giật ơi. Một pha phá rừng có lẽ là hơi sai đến từ tem bạn khi mà Mohat anh ta sử dụng con bài gỗ xưa gặp được ba người, tuy nhiên như vậy quá đẹp em ơi, kèm theo đó là cú ủi Lumu và ba người đang tán loạn khắp nơi rồi. Và Tu Len con cưng Anna anh ta phải cố gắng ăn được cái mạng bên đây, thì nhiều ghi cũng đang bị gộp lại bởi Mohat một lần nữa, và Yasu đã có thành công được cái mạng của nhiều ghi rồi. Nhưng mà bên kia thì Mohat vẫn muốn đánh, anh ta đang tiến vào và ta có một cú tiên nhiên như vậy ba người quá đẹp em ơi, đó một người dành cho Yan Yasu mới đúng, mà Mohat vẫn còn tồn tại trên bán đồ, anh ta quậy quá nhìn trong cái game này, đó là tấm một gỗ xưa Mohat. Sự xung đột của những con khí độc ulti quá trao đến từ anh chị cá, nhưng mà bên đây thì đó là một tình huống thiên nhiên như vậy, ba người gỗ xưa qua đẹp Mohat, anh ta đang gần hai cân ba, anh ta chơi xe điện đụng với cú ủi luôn sẽ là một giao tranh ở đường biên hay sao đây. Anh ta có một cú ủi luôn thiên nhiên như vậy ba người, anh ta đang cân ba, một cái giải đã được sử dụng cân mưa dưa hấu được mở lên luôn, nhưng mà bên đây thì anh ta vẫn ủi giao một lần nữa, thiên nhiên như vậy ba người cú ủi luôn bu thêm một lần nữa, một gỗ xưa Mohat em ơi. Còn like xem này, cơ đâm phú ông phú bà lên kèo cho tôi.
Chúng ta sẽ đến ngay với pha giao tranh cuối cùng của trận đấu này. Một viên tri kích là quá đau đến từ Elsu, lấy đi nửa cây của Mohan, nhưng mà ở đây hiện ta đã hút máu lại thành công, nhưng không hút lại dữ chưa, khi mà chỉ còn một lượng máu nhỏ bên kia. 799 anh ta đang múa được giòn và anh ta hút cái nhịp bông rồi. Bên đây có cung tà ma đến từ Sonic bảo lụi, anh ta ao ngay được cái mạng của Volatilo. Tiếp theo đó là Caletili, anh ta đang mở anh tiêu để dọn những con quái, và con tim hai môn nó đang còn quá nhiều máu. Một viên tri kích chính xác nữa, quá thốn bé ơi, hai viên tri kích chính xác, chỉ còn 1/5 ống máu thôi. Mohan vẫn cố gắng đấy. Nhà anh ta phải dọn con tiếng hoài môn này, gỗ xưa đã phải nằm xuống bên kia thì Rai quậy quá gì. Double kill, ăn ba tô cơm dành cho Rai tới nơi rồi. Nhưng mà bên đây thì đó là món hát, anh ta lùi thẳng vô luôn. Một pha bán cùng tà ma để chuyển sang tô tường. Galatine đang cố gắng áp lực, nhưng mà đó là một tình huống tô tường quá đẹp đến từ bao lùi. Anh ta bán tô tường chuyển sang nhanh thuận. Một tình huống bán đồ để giữ lấy cả bán thi đấu này, đó là món hát em ơi. Mohan lũi vào cánh bên hông, đó là một cú thiên nhiên vô về 4 người, quá đẹp. Đây là Mohan, anh ta lũi vào luôn, anh ta thiên nhiên vô về 2 người, cơn mưa dưa hấu được sử dụng lên. Anh ta đang một mình ôm sát thương đến từ 3-4 người rồi. Anh ta có một mày hai cuộc thành công, quay ngược lại, thiên nhiên vô về 3 người, ăn 3 tô cơm, top 1 gỗ xưa Mohan em ơi. Bào like cho thầy bào bà con ơi. Đây sẽ là giao tranh cuối cùng của trận đấu này. Mohan lao vào, thiên nhiên vũ về được một người, nhưng mà anh ta đang sử dụng cơn mưa như hết. Anh ta đang sử dụng sát thương đến từ 4 người. Anh ta quyết định quay lại một lần nữa với cô luôn. Thiên nhiên vũ về 4 người, ăn 3 tô cơm dành cho anh ta, đó là top 1 gỗ xưa. Mohan đang bị truy đuổi với 4 thành viên bên tay địch, anh ta đang chỉ còn một lượng máu cực kỳ ít. Anh ta quyết định quay lại một tình huống ảo ngay. Thiên nhiên vũ về quá đẹp, top 1 gỗ xưa Mohan em ơi. Like kênh em à, phải đăng cấp cút rực rực tôi, nhớ lên like coi hãy nhanh em ơi. Gỗ xưa có 3 cấp độ cơ bản nâng cao, và thứ ba đó là Mohan. Game này thử chơi game gỗ xưa cấp độ Mohan cho anh em mình xem nha. Đến với tình huống đầu tiên thì tôi đang có nội tại cứu ủi Lubu nha. Khúc này ủi khá đẹp và thiên nhiên vũ về khá tốt, nên tôi có một mạng hạ gục của AD tại mạng rồi. Và tiếp theo là vì anh ta cũng đang cố gắng bắn, nhưng mà có lẽ anh ta sẽ phải trả giá và đổi mạng. Chưa dừng lại ở đó, và tiếp theo là anh lé đến từ cánh dưới, nhưng mà ở đây thì tôi quyết định chơi luôn cứu ủi Lubu vào trụ và anh ta bị bắn hai nhé. Anh ta phải sử dụng tốc biến, nhưng mà có lẽ anh ta chạy không nổi đâu bé ơi, thì đây là gỗ xưa Mohan mà. Tiếp theo là một bước ngoặt lớn của trận đấu này, khi mà đây là level 4 đến từ gỗ xưa Mohan, và anh ta mở cơn mưa như hấu lên. Anh ta đang một mình cân 2 ở vị trí tay đây của ủi Lubu vào và thiên nhiên vũ về. Hai thành viên Mohan đang một mình cân 2 rồi bé ơi, của ủi Lubu thêm một lần nữa. AD tại bạn đang còn một lượng máu cực kỳ ít, thiên nhiên vũ về 2 người, và 2 người chắc chắn phải lên 7 điểm số. Diễn biến tiếp theo là một pha đạn thần quang rất tốt đến từ Lavi. Bên đây thì đó là một cú thiên nhiên vũ về kéo AD tại mạng về, và Calateli là người dứt điểm, kèm theo đó là cơn mưa dưa hấu đến từ bão lùi. Tiếp theo là một pha giao tranh trong khu rừng của Bát Tuyết. Cơn mưa dưa hấu được mở lên và Mohan đang là người dồn sát thương anh ta, tóc biến thiên nhiên vô về đến tiền mái con luôn cô ba ơi. Tiếp theo là sự xuất hiện đến từ muôn loài trong khu rừng Bát Tuyết. Đây là một cú thiên nhiên vô về hai người, kèm theo đó là cơn mưa dưa hấu. AD tên bạn chạy cái kiểu gì đây, con bé te tò te đang bị dồn nhiều sát thương. Thiên nhiên vô về 3 người, một lượng sát thương cực kỳ lớn đến từ gỗ xưa, và Mohan sẽ có một mạng hạ gục cuối cùng. Và đây sẽ là giao tranh cuối cùng của trận đấu này, cú ủi Lubu kèm theo đó là tốc biến thiên nhiên vũ về nữa, nhưng mà chưa có mạng hạ gục của ai. Yue đã tốc biến bỏ chạy đi thành công, nhưng mà bên đây thì đó là te tò te, anh ta đang dồn rất nhiều lượng sát thương, chỉ còn cái nhà chính cuối cùng của trận đấu này thôi. Một cú thiên nhiên vũ về quá đẹp, 3 người và kết thúc trận thi đấu này với cú thiên nhiên cuối cùng, và đó là gỗ xưa cấp độ 3 Mohan. Sẽ là một giao tranh hay sẽ là một pha lui về đây? Mohan là người tiến lên, anh ta thiên nhiên vô về 4 người, quá đẹp em ơi. Khu vực đường giữa đang rất đông vui nha. Mohan tốc biến lên, một cú thiên nhiên vô về tiền đề nát cái tem một luôn. Một pha solo kill giữa Mohan và thỏ sào lăn hay chăng đây? Anh ta thiên nhiên vô về và sử dụng cú ủi Lubu để tiến AD vào trụ, nhưng mà bên đây thì đó là cơn mưa dưa hấu, anh ta đang gây ra rất nhiều chiến trái dưa hấu của Mai An Tiên. Kèm theo đó là một pha hạt não để hạ gục cái bài của AD. Top 1 gỗ xưa em ơi, nhớ vào like xem thầy kênh năm nha. Top 5 pha highlight đỉnh cao khiến mọi người phải thốt lên, đó là Mohan em ơi. Top 5 chúng ta sẽ có pha xử lý Rio má cực chất đến từ Mohan. Cảm xuống tiếng giữa chúng ta đang có Mohan, anh ta lướt qua với hai nút của mình, và giới đêm của Batman cũng đang được sử dụng, nhưng mà anh ta phải nằm xuống rồi vì đó là một tình huống sốc quá nhanh và đau đến từ Mohan. Anh ta có một tình huống ao nhây, hai tình huống ao nhây liên tiếp đến từ Mohan, nhưng mà Ricker vẫn còn một miếng máu nhỏ. Anh ta tận dụng Rizzi để làm một bước nhảy lấy cái mạng của Ricker và đó là triple kill. Top 4 là Yasu hút to hư hỏng trong tay Mohan, quét bay tem địch. Thế đây sẽ là giao tranh cuối cùng của trận đấu này. Giao tới rồi, đó là Mohan, anh ta đang lăn lộn trong 3-4 người, anh ta vẫn đang múa. Anh ta hạ gục được 2 người, quay lại triple kill dành cho Mohan. Một bước công an sướng nào nhây được cái dòng điện và qua ra kiếm.
Top 3 chúng ta sẽ có và xử lý khẳng định tại sao MH lại là top 1 gỗ xưa. Chúng ta sẽ đến ngay với giao tranh cuối cùng của trận đấu này. Naruto nhào vô hơi sâu và anh ta sẽ phải trả giá bằng cái mạng của mình. Aya cưỡi đầu cưỡi cổ, anh ta cũng đang bị rơi xuống bên đây. Thì bao lòng Shiplot đã hạ gục thành công được cái mạng của Beret. Tiếp theo đó là Sonic. Sonic không còn trên bản đồ, chỉ còn MH một mình. Anh ta đang cố gắng đến nhà Naruto đang canh cái trụ. Nhưng mà thiên nhiên dỗ dề của MH là quá đẹp. Anh ta lấy đi cái liềm độc mệnh của Naruto và anh ta cắt luôn hai con linh cuối cùng. Nhưng mà sau đây anh ta sẽ giải quyết bài toán này như thế nào khi mà tất cả thành viên của anh ta cũng phải nằm xuống hết rồi. Và chỉ còn một mình anh ta phải cân 3, cân 4. Một mình anh ta cân 4 tô cơm. Anh ta làm được hay không đây khi mà có một cú thiên nhiên dấu về là quá đẹp. Anh ta vẫn cố gắng chặn con linh một pha tốc biến để giữ những chú linh lại. Và anh ta vẫn đang cố gắng giữ lại ván thi đấu này khi mà anh ta cũng có một cú thiên nhiên dấu về. Hạ gục được chú 7 lay đò xong đã. Hạ gục thành công được cái mạng của Violet Tiplet nữa. Đó là tâm hồn gỗ xưa mà hả em ơi. Top 2 là pha xử lý đỉnh cao nhất sự nghiệp của MH với con bài anh ba ốm nhờ móng nhách. Chỉ còn MH một mình ở vị trí tại đây thôi. Anh ta lướt qua hai lướt lấy được thành công cái mạng của Thêm rồi. Ngộ Không đang cố gắng tiếp ứng bạo. Anh chạm đến từ bù rác, anh ta chơi luôn. Đó là hai người phải nằm xuống băng xương. Anh ta chuyển sang giáp hồi sinh. Anh ta vẫn còn tồn tại. Một bóng cường từ Shocker Fly cũng đã biến hình bên đây. Hiểu anh chạm một lần nữa và anh ta luôn về thành công quăng xương một lần nữa và anh ta chuyển sang giáp thuận. Đó là MH. Top 1 là lý do MH vẫn chưa đăng ký thi đấu chuyên nghiệp. MH một người chơi cày thuê rất kỹ năng khi mà bây giờ anh ta đang là người mở ulti tiêu lên rồi và anh ta sẽ lấy được cái mạng của Ragnar rồi. Anh ta chưa lấy được, anh ta sắp lấy được, anh ta chưa, anh ta sẽ lấy được.